Ngoại trưởng Đức ca ngợi kết quả bầu cử ở Hòa Lan, tin từ Bá Linh. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đã lên tiếng chúc mừng Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte tái đắc cử. Trong thời gian Âu Châu bị khủng hoảng, chưa có người lãnh đạo đương quyền nào được tái đắc cử. Ngoại trưởng Westerwelle nói với báo chí rằng kết quả của cuộc bầu cử Hòa Lan làm tăng sức mạnh Liên Âu, làm suy yếu chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa dân tộc và là kết quả tốt để ổn định Âu Châu và khu vực đồng bạc chung. Es ist eine Stärkung der proeuropäischen Kräfte und eine Schwächung von Renationalismus und Populismus.